đến cái đoạn này này, bắt đầu cái flow của chúng ta nó nó nảy sinh một vấn đề trong việc làm việc teamwork nó rất là hay nhá nhá, đó là git rebase. Git rebase nó rất là hay và thực tế đi làm các bạn sẽ gặp rất là nhiều về cái git rebase này, đặc biệt là trong cái việc mà các bạn làm teamwork thực tế. Hello, xin chào các bạn chào mừng các bạn đã đến với kênh youtube trung quốc ép một là thành viên này cùng nhé thì nếu như các bạn đã click vào video này rồi um, vì cái ảnh thumbnail hay là vì cái title của video đó thì ngày hôm nay này như cái tiêu đề thôi mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ tới các bạn gọi là 10 cái kỹ năng git github thực tế mà trong quá trình đi làm ấy các bạn sẽ gặp rất là nhiều bởi vì sao bởi vì mình đã đi làm một khoảng thời gian rất là dài rồi bao nhiêu năm rồi rồi những cái kinh nghiệm và những cái kỹ năng git này này gần như là mình làm hàng ngày luôn đấy các bạn ạ uh, bây giờ mình sẽ chia sẻ lại các bạn gọi là lần lượt luôn uh, một cái cách làm sao cho nó hệ thống gọi là khoa học và mình sẽ áp dụng cũng như là chia sẻ cho các bạn tùy từng cái trường hợp thực tế mà sử dụng cái này sử dụng cái kia như thế nào nhé về git và github nhé ok mình sẽ overview lại một lượt cho các bạn um, còn à Ngoài ra thì dành một chút thời gian thôi Nếu như đây lần đầu bạn tới kênh của mình ấy Thì trên kênh của mình nhé là cái nơi mà mình chia sẻ rất rất nhiều những cái kinh nghiệm làm việc lập trình thực tế mà mình tích lũy được qua quá gì mình đi chinh chiến các dự án rồi mình làm đến rất rất nhiều những chuỗi video có giá trị mình phải nhấn mạnh là có giá trị nhá, bởi vì mình làm theo cái hướng nó thực tế các bạn ạ mình không phải làm kiểu quá cơ bản basic xong rồi đi bán khoa học xong mấy cái đứa linh tinh đâu các bạn yên tâm mình là cái đứa làm thực tế và chia sẻ cái thức giá trị ví dụ như cái bộ thực chiến front end hay là back end các thứ này này Back -end, tích hợp hay là stack này đã có rất nhiều bạn học rồi cũng như là comment vào những bộ đấy rồi. Ngoài ra thì trên kênh của mình còn có những cái như cuộc sống lập trình viên các thứ này là chia sẻ những câu chuyện hàng ngày của mình. mấy cái bộ dưới đây ví dụ HTML CSS thì mình sẽ update sớm lại vì ngày xưa làm nó hơi phê phê một tí vì là hồi đấy mới học quay dựng thôi mà, linh tinh mà. đó nói chung cứ lướt qua kênh của mình đi. Ngoài ra còn cái cà phê lập trình cũng là một cái mà rất là hay. Mình chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm cho các bạn ở đây. Đó. Và đi qua rồi đây rồi thì cũng đừng ngần ngại hay đừng tiếc gì một like cho video cũng như một lượt đăng ký kênh để ủng hộ thêm cho mình, cho mình thêm nhiều động lực làm uh, thêm nhiều video hay hơn nữa. Thú vị nữa trong tương lai nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi, lát nữa thì mình sẽ chia sẻ mấy cái cộng đồng lập trình của mình nhé. Còn bây giờ thì trước mắt là cứ tập trung vào cái câu chuyện chính của ngày hôm nay đi. Cái video này này mình sẽ để ở trên kênh của mình vào một cái playlist là Thành thạo Git và GitHub. Thực ra là cái thành tạo kỹ này ấy, uh, hiện tại nó mới chỉ có 3 video thôi. Vì thực ra mình gần như là mình làm trong cái quá trình của mình làm những cái uh, chia sẻ cốt này là thực ra là mình cũng hướng dẫn luôn ở trong các cái video rồi ấy. Nên thành ra là kỹ cái là mình đang làm hơi ít hơi, mình cứ làm dần dần từ từ sẽ có thêm video đây nhá. Thì uh, cái buổi hôm nay này chính xác lại ra là mình sẽ overview nhanh và làm nhanh cũng như là làm sao cho các bạn hiểu nhanh nhất có thể, không bị dài dòng quá. Còn nếu như bạn muốn hiểu chuyên sâu hơn ấy và thật là kỹ ấy, thì các bạn lưu ý hai cái video về git github học kỹ git thực tế để đi làm này mình làm cách đây một năm rồi nhưng thực ra là hồi đấy mình làm rất là tâm huyết vào cái video này mặc dù mình quay có thể là cái, cái tốc độ nói của mình nó sẽ hơi chậm một chút thì các bạn có thể tăng tốc độ của video lên cái video này nhé và cái git cherry pick ấy cũng là một cái rất là hay và một cái kỹ năng của leader thông thường trong dự án thì các bạn cũng có thể xem thêm thì lát nữa mình sẽ nhắc lại về cái thằng này còn hôm nay này là sẽ gọi là 10 kỹ năng git thực tế nâng cao cho các bạn đúng không thì uh, dĩ nhiên là để mà làm ấy thì mình sẽ phải chuẩn bị ra một cái repo trước thì mình sẽ tận dụng luôn cái repo trên cái GitHub của mình nhé mình là github.com duyệt trung ngôn ép đây các bạn vào đây vào phần repo stories của mình thì các bạn có thể tìm cái thằng git cherry pick là cái repo này mình đang để public đấy để mình dạy cái bài cherry pick thì bây giờ bài hôm nay cũng ta có thể dùng luôn cái repo này nhá nên các bạn có thể vào luôn thì uh, ok cái repo này mình cũng sẽ để luôn dưới phần mô tả các bạn xuống là có luôn thì các bạn đỡ mất công đầu tiên cái câu lệnh đầu tiên của git mà các bạn đi làm chắc chắn là các bạn phải đụng đến mặc dù là có thể là sẽ dùng nó không nhiều bởi vì thông thường là mỗi lần vào một dự án thì các bạn mới phải dùng nó một lần. Đó là gì? Git clone các bạn ạ. Ok, mình sẽ cứ lần lượt thôi. Cứ thông thả bạn nào chưa biết thì sẽ dùng bạn nào biết rồi thì thì cứ lần lượt nhé. Cứ yên tâm cứ xem cho vui nhỉ. Nếu đã biết rồi. Thì đây, khi mà các bạn dùng Git clone ấy thì bạn sẽ cần một cái đường gọi là đường link HTTPS hoặc là SSH hay là GitHub CLI các thứ này này. Thì thông thường ấy là mình sẽ cấu hình cái SSH của máy mình với thằng GitHub nó thì mình sẽ sử dụng cái URI của nó thì mình sẽ copy cái URI URL này này git.academy.com cái đường link này này rồi sau khi các bạn copy nhá copy xong nhá thì cái đầu tiên cái lệnh đầu tiên đấy đó là gì đó là git clone đây ví dụ mình git clone này xong mình paste cái của mình vào cái cái đường 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 link của mình vào nhé, ví dụ cái repo này của mình các bạn có thể clone này của mình nhá à, nếu như mà các bạn nếu như các bạn muốn làm giống repo giống của mình ấy thì các bạn nên focus về nhé các bạn nhé về Phóc từ đây về một cái repo gọi là của các bạn mà bay trên cái code của mình thì nó sẽ tốt hơn. Nếu bạn clone luôn như mình thì các bạn sẽ sẽ gặp tình trạng là giống một vài bạn chưa biết gì thì đợt trước học cherry pick này. Một bạn là Vũ Dũng này 8320 thì bạn clone về xong bạn put lên cái repo của mình nó thành những cái pull request ra. Đó, của mình thì mình những cái pull này mình để cho gọi là để cho vui thôi chứ mình cũng không 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 đụng vào pull của các bạn. Đó, mình mình muốn giữ cái code của mình cho nó chuẩn. Rồi nhá, đấy là về phần clone. Thì các bạn làm tương tự các bạn fork về xong các bạn cũng uh, sau khi bạn fork xong ấy thì cái repo đấy là của các bạn. Đó, xong các bạn có thể bay và các bạn có thể làm thao tác trên cái đấy hoặc là các bạn đơn giản các bạn download cái của mình về xong các bạn tạo một cái repo riêng của các bạn nó sẽ tương tự thôi nhá. Rồi thì cái lệnh đầu tiên mình muốn fork vào đó là lệnh git clone. Đó là cái lệnh mà thông thường khi đi làm bắt đầu rồi một cái dự án ấy thì các bạn sẽ phải dĩ nhiên phải dùng nó để clone cái repo công ty về. Ví dụ như một cái repo công ty là mình cũng thường fork về, fork xong rồi mình clone về máy của mình. nó để mình sử dụng thì mình sẽ clone nhé Rồi, sau khi mình clone xong, mình sẽ chờ mình xíu mình sẽ áp nó vào trong cái workspace này của mình đã. Ừ. nãy mình vừa mở ra cái này nó vừa bị mờ mà các bạn. <laughs> Kỳ cục ha Rồi, à, coi như bây giờ mình đang mở cái Git Repic nhá, cái này mình sẽ cd vào trong Git Repic luôn. Đó và thông thường khi mình clone một cái repo về ấy, các bạn sẽ thấy là mình sẽ có một cái brand name tên là master gọi là một cái nhánh gọi là nhánh chính đi à, khi mà các bạn làm việc teamwork ấy, là sẽ có uh, rất rất nhiều người làm vào trong một cùng một cái repo story trên cái app này đúng không nhiều người làm team vào trong put code vào đây đúng không thì phải có một cái nhánh chính một cái nhánh chính các bạn lưu ý nhé và cốt nhánh chính sẽ là cái cốt mà gọi là được cập nhật sau khi những cái đầu mục công việc các thứ nó của các bạn hoàn thành ấy các bạn tạo pull request xong các bạn đẩy vào thì nói thì nghe nó đối với bạn mới thì nghe nó hơi khó hiểu đúng không thì bây giờ mình sẽ làm luôn cho các bạn lần lượt À, thông qua việc mà những cái câu lệnh git thực tế nâng cao thì đấy mình cũng hướng dẫn các bạn luôn một cái flow nó cũng giống như ngày xưa mình hướng dẫn các bạn ở cái git học thực tế đi làm này này một năm trước này này nhá. thì uh, ok tiếp theo sau cái lệnh git clone đấy chúng ta sẽ sử dụng một cái lệnh uh, gọi là mình di chuyển ra các branch hoặc là tạo branch mới ấy. thì uh, nó sẽ là cái lệnh là git check out các bạn nhìn cho mình branch là gì thì từ từ nhé branch là cái kiểu cái nhánh ấy ví dụ như bây giờ mình là cái branch của mình đang chỉ có mỗi một nhánh master này À, mình sẽ ghi này lệnh tiếp theo sẽ là git check out nhé à, các bạn lưu ý mình sẽ check lại này mình sẽ check lại cẩn thận à, bây giờ cái lệnh git check out tiếp theo của mình ấy, mình sẽ thêm một số tính là trừ b Task số 17 đi các bạn lưu ý cho mình nhé git check out trừ b task số 17 các lệnh git check out ấy bản thân nó sẽ là di chuyển giữa các branch còn mình thêm cái trừ b ấy, là bởi vì mình đang chưa có branch số 17 Task, task 17 đó đây là mình sẽ tạo thêm cái mình thêm cái flat b này có nghĩa là nó sẽ vừa di chuyển và nó sẽ vừa gọi là nó tạo ra cái brand có tên là task 17 Các bạn nhìn này Đó các bạn nhìn Đấy Switched to a new brand task số 17 Hiểu nhớ Thì đấy là cái mục đích của lệnh ghi check out Ví dụ như bây giờ Mình đang từ task số 17 Mình đã ghi check out Về master Đó Thì Switched to brand master Đó Up to date with origin master Rồi nhá bây giờ mình sẽ tạo thêm một nhánh nữa đi Mình sẽ check out chữ B tiếp Task số 18 nhá để lát nữa có một cái rất hay về git rebay mình sẽ dạy cho các bạn tại sao lại mình sẽ check out trước ra cái task số 18 bây giờ mình sẽ lại check out thông thường sẽ là check out chuẩn đấy thôi mình cứ check out đơn giản về task số 17 đi Hà Nội hôm nay Z quá các bạn ạ các bạn nhìn thấy mình đang phải còn quấn sẽ rét mà tay mình gõ mà nó cóng cóng luôn đấy <laughs> rồi nhá ví dụ như ở task số 17 này này sau khi mình check out về uh, một cái nhánh mới này thì cái công việc hôm nay của mình ấy là mình tạo ra một cái file. Đơn giản là công việc hôm nay mình là task 17 z nhỉ. Uh, copy đại cái gì đi. Tôi copy cái nào đơn giản ra đây. Này, complete the task số 17 đi. Đấy. có nghĩa là ví dụ như các bạn đi làm ấy các bạn ngày hôm nay các bạn được giao việc là làm một cái giao diện a giao diện b hoặc đơn giản đi làm một tính năng là đăng login register đăng ký đăng nhập ấy thì các bạn sẽ làm sẽ có rất nhiều file hiện tại mình chỉ có một file là file ví dụ thôi là một file thay đổi thôi các bạn sẽ có rất nhiều file thay đổi và nó sẽ có những cái màu xanh lá cây các thứ gì gì đấy ở phía này góc này này đó file sửa thì nó sẽ màu khác file thêm vào thì nó sẽ, nó sẽ có màu khác thì để mà tiếp theo ấy, để mà các bạn biết được có bao nhiêu file thay đổi ấy, thì nó là git status Lệnh tiếp theo, git status là một lệnh dẫn dùng rất nhiều Ví dụ như trong cái branch này mình sẽ tạo thêm cái file là uh, Task uh, 17 uh, sub 01 đi .z. đấy Task số 17 sub 01 gọi là cái sub của cái task số 17 đi <laughs> đấy. Còn lấy task 17 uh, sub 01 Rồi. Mình nghĩ là cái tên bừa bừa thôi Thì bây giờ mình git status này, Đó, nó sẽ là có hai file thay đổi của cái công việc số 17 của mình hôm nay Thì ok sau khi mà mình git tiếp uh, lệnh git status xong nhé, thì mình sẽ đến một cái một cái lệnh đó là git add chấm cái lệnh git add chấm này này các bạn cứ hình dung cho mình thông thường nó sẽ add một hoặc một file thì các bạn gõ tên file vào nhưng mà ấy, bình thường mình đi làm mấy năm nay bao nhiêu năm nay rồi mình rất rất ít khi mình add theo kiểu lẻ file như vậy mà thông thường mình làm chuẩn flow ấy mình code nhanh ấy và mình làm gọi là làm chuẩn thôi thì cứ đơn giản đấy là mình sẽ git add với lại cái dấu chấm cách ra các bạn để ý nhá cái dấu chấm này này cách ra thì nó sẽ là gì add này các bạn sẽ thấy là những cái file này nó đã bị mờ mờ đi rồi này. Là những cái file này là nó cái lệnh git add chấm này nó sẽ đưa toàn bộ những cái file thay đổi của các bạn vào cái trạng thái để chuẩn bị gọi là gọi là một cái trạng thái chuẩn bị trước khi các bạn commit commit code đi. Đó là commit là kiểu đưa code đi ấy. Thì cứ hiểu cho mình lệnh git add chấm nó sẽ đưa toàn bộ những cái file thay đổi của các bạn đó vào trong cái trạng thái chuẩn bị đưa đi. Thì để mà đưa đi ấy, thì chúng ta sẽ tạo ra một cái commit gọi là lệnh git commit. Đây, git commit chữ -m, tát số 17 bạn lưu ý nhé git commit là để chúng ta commit cái code của chúng ta code mà sau khi chúng ta add rồi đấy nhớ nhé phải sau khi add thì thêm một cái chữ m chữ m là chữ message chữ message và mình sẽ giấu nháy dấu nháy kép nhé và bên trong mình sẽ chứa cái thông tin cái message là do các bạn tự viết ra ở đây complete như mình viết là complete task số 17 hoặc là hoàn thành task số 17 các bạn viết tiếng việt cũng được nhưng mà các bạn nên viết tiếng anh à, thì để các bạn biết là sau này các bạn nhìn một cái commit này này khi mà các bạn nhìn vào lịch sử của commit các bạn sẽ biết là cái commit này uh, nó đang hoàn thành làm cái đầu mục công việc là gì đó uh, đăng ký đăng nhập các thứ linh tinh đó thì nó là lệnh commit nhé commit m sau cái commit m này này đấy thì các bạn nhìn những cái task nó sẽ mất cái cái trạng thái là đã thay đổi rồi sau khi mà các bạn commit đấy và bây giờ này nhá sau khi mà commit rồi thì uh, các bạn sẽ dùng một cái lệnh là git put rồi cái lệnh git put này thì nó hơi đặc biệt các bạn sẽ thông thường các bạn sẽ thấy ví dụ git put origin rất là phổ biến đúng không thì uh, các bạn sẽ có nhiều bạn mới thì các bạn sẽ không biết origin là gì ok mình sẽ giải thích origin này trước rồi mình mới đến boot nhá dẹt qua các bạn ạ <laughs> dẹt qua um, mình sẽ git remote mình sẽ sâu trước mình sẽ chạy một cái lệnh là git remote chữ v cái chữ remote này này các bạn hiểu cho mình ấy nó giống như cái remote tv cái remote điều khiển từ xa ấy. các bạn bấm bấm một cái tv điều khiển từ xa đúng không thì cái cái remote này là vậy cái nghĩa của nó là như vậy và cái khi mà các bạn clone về ban nãy ấy, là nó đã tạo ra sẵn hai cái remote mặc định có tên là origin đó để cho bạn hiểu cái origin là gì nhá đây và cái giá trị của cái origin đấy nó chính là cái 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 đường đường dẫn này này SH của mình này mình copy đây này đó cái cái url để nó chỉ biết được là cái điều khiển từ xa này nó đang đẩy đến cái, cái 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 repo nào trên cái tài khoản github của bạn đúng không thì đó đó là cái cái nghĩa của cái origin nha các bạn và nó hiển thị ra hai cái ở đây giống nhau nhưng mà một cái là fetch một cái là push đấy thì bây giờ mình sẽ dùng cái put nhá thông thường mình dùng cái put nhiều nhiều hơn thì thi thoảng mới dùng phép thôi cái phép này thì thoảng mới dùng thì uh, tiếp theo này mình sẽ quay lại cái vấn đề là mình đang git add chấm này và git commit trừ m các bạn nhớ nhé sau sau hai cái này này thì mình sẽ git push này push origin task 17 17 như này nhé thì các bạn hình dung cho mình cái lệnh này là lệnh git push này push là đẩy đi này origin là cái remote để biết được đẩy lên cái 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 cái, cái repository nào đấy từ xa ấy, repository từ xa nghĩa là từ trên GitHub ấy. Còn mình đang đứng ở nhánh đâu cổ à, ở máy máy tính đâu cổ mà đúng không? Còn cái task số 17 ấy là cái brand name. Đấy là cái giá trị thứ tư. Ờ uh, 1 2 3 4. Git này, push này, origin task 17. Mình enter nhá, cho nó chạy này. Rồi, sau khi mình push và ở trên GitHub của mình chưa có brand task 17 thì nó sẽ hiện ra default nó hiện ra luôn một cái thông báo để mình tạo pull request. Đó các bạn nhìn này, mình sẽ tạo này. Đấy, sau rồi mình các thôi cứ tạo ra đi Rồi ok Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn Nó sẽ có một cái commit chữ chữ amen Cái lệnh tiếp theo sẽ là lệnh git commit chữ chữ amen à, Nhưng mà để làm được cái git commit chữ chữ amen Để các bạn hiểu nó là gì ấy Thì nó sẽ là như này, ví dụ như bây giờ các bạn đi làm à, Các bạn đi làm nhé Ví dụ như mình đang làm task số 17 Ok rồi, mình đẩy code lên trên github cho Đồng nghiệp review cái cái pool này của mình trước khi Mình mở vào master, mình mình đẩy code vào cái nhanh chính ấy Của, của các team ấy Thì à, mọi người là phát hiện ra một cái cái lỗi sai hoặc là thêm một tí công việc nữa vào cái task 17 của mình thì bảo là mình làm thêm đi, đúng không? Thì bây giờ này, cái pool của mình vẫn giữ nguyên. Bây giờ mình làm thêm đúng không? Thì mình gọi là mình làm thêm một cái đầu mục việc nữa có tên là um, task uh, 17 sub uh, 02 đi. <laughs> Như này đi nhỉ. Rồi code của mình nhá. Đó, bây giờ mình sẽ làm thêm này, sắp 02 này. Mình vẫn đang đứng ở nhánh số 17 của mình để mình làm thêm một cái việc một cái công việc con số thứ hai 02 nữa ở trong cái tab 17 này, trong cái công việc này. Đó, ví dụ hoặc là đơn giản ví dụ mình làm làm tính năng đăng ký đăng nhập đúng không? Mà mình lỡ mới làm mỗi đăng nhập thôi. Đấy, mình chỉ quên chưa làm đăng ký chẳng hạn thì đấy, thì bây giờ mình làm đăng ký. Đó, mình đấy đây. Thì bây giờ cái tiếp theo ấy, các bạn lưu ý nhá, sau khi mình có thêm một file mới ở trong cái nhánh này thì mình sẽ tiếp tục này, công việc của mình này. Mình vẫn sẽ ghi áp chấm nhá đơn giản mình vẫn dùng git add rất là nhiều cái tiếp theo ấy là git commit rồi bây giờ các bạn lưu ý cho mình à, cái lúc này mình vẫn có thể là commit trừ m ví dụ như commit task số 17 các bạn đừng đừng gọi giống mình nhé Sắp à, sắp 02 chẳng hạn tuy nhiên nếu mà mình làm như vậy ấy, thì lát nữa ở trên cái repo của mình này nó sẽ sinh ra thêm một cái commit nữa gọi là bị dư thừa mình cái kinh nghiệm của mình làm việc ấy, từ cái thời mà mình làm cho một công ty của nhật từ hồi đầu mới đi làm ấy, cái git flow chuẩn chính khi mà tạo một cái pull request ấy là thông thường nhé các bạn lưu ý nhé nó chỉ có một commit một pull request nên chỉ có một commit thôi để sau này các bạn nhìn cái git log ấy nó đơn giản hơn rất là nhiều và nó gọi là clean nó giống như việc chúng ta clean code thì ở đây là clean git đấy đã có rất nhiều bạn bảo mình là ở cái mấy cái cái video trước video kiểu về cái này trong cái thực tế này comment là một cái pull request vẫn có thể có nhiều commit mà à, tại sao cứ bắt buộc phải có một commit thì mới đúng thì bạn ấy nói cũng đúng nhưng mà ấy một một pull request mà bị dính nhiều commit ấy thì gọi là các bạn đơn giản là các bạn như mình nói thì nó sẽ thành gọi là rác rác commit ra ấy. nó có những cái commit nó rất là thừa ấy. và thông thường nếu mà làm chuẩn chỉnh ấy chuẩn chỉnh nhé trong cái team work flow git của các bạn ấy cả team làm chuẩn chỉnh ấy thì một pull request ấy chỉ có một commit thôi và để các bạn sau này nhìn lốc nó rất là đơn giản nó rất là nhiều đấy là cái kinh nghiệm của mình rồi đó một pull request nên có một commit và vì nên có một commit ấy nó mới sinh ra cái lệnh là git commit trừ trừ amen mình cho các bạn xem nhá git commit này trừ trừ amen đây các bạn lưu ý này sau mình enter này đó và mình đơn giản là thông thường nó sẽ hiện ra cái, cái gọi là cái để mình chỉnh sửa gọi là review lại cái thay đổi ấy để mình nó đưa vào một cái commit ấy. Uh, commit mới nhất trước đó ấy. Thì mình sẽ là hai chấm bên máy mình hai chấm wq là để write and quit ấy. Đây các bạn nhìn này. Đó. Là nó sẽ mở cái code mình vừa thay đổi này vào cái commit trước đó. Và cái commit trước đó ấy chính là cái commit sẵn ở đây rồi này. Đây này, cái commit này này. Đó cái mục đích của cái lệnh commit chỉnh sửa amen nhé là để nó gọi là mở những cái code thay đổi mới nhất vào cái commit trước đó ngay trước đó thôi kiểu kiểu như thế các bạn làm như mình đúng hiểu đơn giản như thế cho nó nhanh gọn đây là uh, sau đó nhé sau đó là mình sẽ lại git push nhưng mà lần này các bạn lưu ý này vẫn là origin vẫn là task số 17 nhưng lúc này các bạn phải thêm cho mình một cái lệnh trừ f cái lệnh trừ f này là sẽ là cái lệnh gọi là Push lần thứ hai đối với một cái pull request vì ở đây mình đã có push lên một cái branch task số 17 rồi đây này nếu mình put thêm một lần nữa như này này thì khả năng nó báo lỗi đây nó báo mình một cái lỗi gọi là nói chung nó bảo mình uh, um, gọi là nên put uh, pull trước khi put nhưng mà kiểu kiểu là nói chung là mình sẽ cần phải put trừ F kiểu này trừ F ấy bản chất là nó sẽ force nó sẽ bắt buộc là mình sẽ đẩy cái cốt hiện tại của mình mới nhất này này lên cái commit và lên cái branch trên github mà mình đã có sẵn rồi trên này đây các bạn nhìn này hiện tại mới có tá số 17 sắp có 1 và tá số 17 thì đây nhá, từ lần thứ các bạn cứ hình dung là từ lần thứ hai push trở đi của một cái branch, một cái commit, một cái 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 cái, cái um, pull request, Đúng rồi pull request là các bạn thêm cho mình một cái chữ f vào đây. Các bạn nhìn này, chữ f nhá, để nó for, for push đấy. Đây các bạn nhìn này. Đó, thì nó ok, fox update, kiểu fork update fork nhận đấy. Thì bây giờ này, cái pull của mình trên này các bạn nhìn nó xuất hiện ra cái nút refresh real time luôn nhé Để mình nhấn này đó thì đó nó có thêm một cái gọi là cái 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 thằng sắp không hai ok nhá yeah. uh, rồi để mình cho các bạn lệnh git pull nữa thì bây giờ coi như bây giờ sau khi mình xong cái task số 17 rồi đó mình sẽ squat and merge cái 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 pull này vào nhánh master này mình sẽ merge nó vào nhánh master nhá, đây này one to merge một commit từ à, vào master từ cái nhánh task số 17 bởi vì tại sao lại như vậy? Bởi vì bây giờ rõ ràng bây giờ ví dụ mình quay lại git mình quay lại cái branch master đi là nhanh chính của branch chính của cái của cả team đi thì các bạn nhìn này nó chưa tồn tại ba cái task này đấy của cái bên số 17 bây giờ coi như mình làm xong rồi team mình review code ok rồi mình sẽ confirm squad and merge là mình merge code vào trong cái nhanh chính rồi lúc này các bạn có thể xóa branch đi ở đây cũng được để tùy các bạn thì cái nào mà kiểu kiểu không cần thiết thì cứ xóa thì cũng được lần sau vẫn có thể vẫn có thể khôi phục lại nó được bình thường các bạn thì bây giờ này, cái nhánh master của mình Mới nhất nó đã có cái task số 17 Và bây giờ, bây giờ đấy là cái nhánh master ở trên, trên 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 cái repo github từ xa Còn bây giờ này, ở cái máy local chúng ta sẽ cần Một cái lệnh tiếp theo là git pull Pull, lúc nãy là pull là đẩy đi đúng không Thì bây giờ pull là kéo về, đó Pull, thì mình cũng sẽ theo cái dạng là pull này à, Nó giống git pull đấy Tiếp theo là cái remote, đúng không Remote của mình nó là Zin. và cái tên nhánh Thì hiện tại là nhánh master, đấy là cái nhánh chính Ok, mình pull này các bạn nhìn nhá. Đó, các bạn nhìn này, nó đã có task số 17 các kiểu hết rồi. Thấy chưa? Ok. Đó, là đã có coi như là mình đã hoàn thành cái task này, mình đã đẩy lên cho 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 cả team là à tao đã xong task số 17 rồi. Đấy. Thì uh, đấy là Git pull nhá. Tiếp theo. Đến cái đoạn này này, bắt đầu cái flow của chúng ta nó nó nảy sinh một vấn đề trong việc làm việc teamwork nó rất là hay nhớ nhá, đó là Git rebase. Git Rebase nó rất là hay và thực tế đi làm các bạn sẽ gặp rất là nhiều về cái Git Rebase này Đặc biệt là trong cái việc mà các bạn làm quốc thực tế Nha, Git Rebase Ok, Git Rebase uh, Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái Git Rebase thực tế này chuẩn luôn này uh, Cái trường hợp xảy ra nhá Trường hợp xảy ra lúc này này Là um, Ví dụ mình, mình mình đang làm task số 17 Một người khác lúc nãy, lúc nãy mình đã check out, các bạn nhìn nhá Lúc nãy mình đã check out một cái nhánh là task số 18 Rồi bây giờ mình sẽ git check out sang branch số 18 đi. Ờ uh, à, git check out uh, task số 18. Sorry các bạn nhé Lạnh quá, giờ gần nửa đêm rồi. Mình đang quay video này nó hơi cóng cả này các bạn ạ. Tầm này cũng thèm thèm uống cà phê rồi đấy nóng rồi nhưng mà uống lại không ngủ được. <laughs> rồi, um, mình check out sang task số 18 Thì các bạn nhìn này Cái task số 18 của mình rõ ràng Lúc đấy là mình check out từ cái nhánh master trước khi cái task số 17 được hoàn thành. Trước khi mà cái task số 17 được mở vào master đúng không? Thì có nghĩa là cái task số 18 này này. À, coi như đây là một người đồng nghiệp của mình đi. Lúc nãy mình là một đứa làm xong task số... Hoặc là cái... các bạn cứ hình dung là cái task số 17 vừa rồi. Không phải là mình làm đi. Là một thằng abcxyz nào. Một thằng... À, một người đồng nghiệp đi. Một người đồng nghiệp đã làm xong task số 17 và mở vào master rồi. Trong khi mình đang làm task số 18. Ví dụ nhá. Mình đang làm cái task số 18. Đây, mình cứ cứ hình dung là mình mình làm task số 18 đi, như này đi. À, mình mình sẽ tạo một cái file nhá. task 18.js. Đây, mình sẽ cứ tạm thời mình copy bừa cái bên này đi. Đây, task số 18. Rồi, coi như mình đang làm task số 18, nhưng à, lúc này này, mình lại muốn có code của cái task số 17 của cái người đã làm trước đó đúng rồi sẽ có đôi lúc nhá trong thực tế các bạn cần như vậy vì uh, sẽ có những cái cốt nó liên quan ví dụ như cái bạn kia làm xong task số 17 rồi bạn ấy có một cái một vài cái những cái component hay một cái function gì đấy dùng chung mà ở task số 18 mình có thể tận dụng được luôn thay vì mình phải viết mới nó sẽ bị conflict ra nó bị gọi là bị dư thừa cốt ra mình tận dụng lại luôn thì mình cần cái cốt đấy về để mình test ngay lập tức đúng không thì đó thì bây giờ chúng ta sẽ làm như nào bây giờ này ví dụ task số 18 mình 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 đang làm dở dở nhá mình đang làm dở tay này đó để, các bạn hiểu được cái thằng rebate này nó rất là hay à, đang ở thằng task số 18 này mình sẽ gọi là mình hiện tại là chưa được đâu này hiện tại là mình sẽ hình như là mình sẽ phải commit trước ở, ừ. mình sẽ git a chấm đi git a chấm nhá git commit trừ m lúc này là trừ m nhá bởi vì là đây sẽ là cái commit đầu tiên của cái task số 18 của mình complete task 18 đấy nhá rồi sau khi mình commit xong này bây giờ nhá các bạn lưu ý này à, nếu như mình muốn có code của tab số 17 Cái cốt của task số 17 ấy, mình đã mở vào master rồi Đúng không? Mình đã mở vào master rồi nhá um, Ở master có rồi này Và lúc nãy ở cái nhánh master ấy Các bạn lưu ý Git check out, thông thường mình sẽ check out về master này Sau đó lúc nãy là mình đã pull rồi Mình nhớ là mình đã pull rồi đúng không? Mình pull xong, coi như bây giờ mình pull lại đi Pull lại thì nó sẽ không 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 có gì thay đổi đâu vì đã update rồi Đấy, mình pull hết rồi nhá Bây giờ này, ở master thì có 17 đúng không? Mình lại check out sang 18 à task 18 mình quay lại cái task của mình như mình đang nói rồi mình sẽ sử dụng git rebay này các bạn để cho mình đây mình dùng rất nhiều git bay master thôi các bạn nhìn này git rebase master có nghĩa là gì là um, các bạn hình dung ấy là nó sẽ lấy code từ master và nó rebay về cái thằng task 18 này những cái code mà um, gọi là ở master có rồi và thằng 18 này nó chưa có đó, như trường hợp của mình ấy là trường hợp đồng nghiệp làm xong cái công việc số 17 rồi thì bây giờ mình sẽ dùng cái git rebase. À, nó sẽ có sinh ra một cái lệnh là git merge nữa cũng khá là tương đồng. Nhưng mà git merge mình dùng rất ít, git merge đấy. Từ từ nhá. Để các bạn có thể hình dung cho mình git merge với git rebase ấy thì thực chất ra ấy là cái thằng mình dùng rebase nhiều hơn nên mình sẽ dạy cho các bạn để các bạn hiểu. Còn bản chất của thằng git merge nó cũng khá là tương đồng với thằng rebase. Chả qua nó khác nhau ở một cái gì đấy mà đợt trước mình đọc rồi mình lâu mình, mình, mình đọc mình quên sử nó mất. Nhưng mà đại loại là git ừ nó sẽ có một sự khác nhau nhất định như kiểu về cái vấn đề là thằng rebay thì nó sẽ viết lại toàn bộ cái lịch sử commit thì phải còn thằng git mật thì nó không nhưng mà thông thường thì mình sẽ dùng rebay nên là mình sẽ nó giống như cái phong cách sử dụng thôi các bạn ạ cứ thoải mái lên ví dụ như mình mình dùng từ hồi mình đi làm từ bao nhiêu năm nay đến giờ ấy sau uh, bảy năm nay đến giờ rồi thì gần như là mình không hề dùng đến git mật mình toàn dùng git rebay thôi đó thì đây nhá cái các bạn nhớ cho mình cái đoạn này quan trọng này bản chất của git rebay lúc này này git này rebay này và cái nhánh master là mình đang muốn lấy những cái cốt ở bên master có mà bên thằng task số 18 này chưa có đó khi các bạn làm việc teamwork ấy thực tế ấy, các bạn sẽ dùng cái này rất là nhiều mình nhìn này. đó các bạn nhìn này đã rebase and update với vào cái task số 18 thì lúc này này cái task số 18 của mình nó đã có cốt của thằng task số 17 luôn rồi và bây giờ trong bây giờ mình có thể tận dụng lại cốt của cái thằng vừa, của của của, cái đứa vừa làm task số 17 đấy trước đó thì đấy là cái tác dụng của thằng rebase nó rất là hay nhá và gần như là đi làm thì các bạn sẽ đụng và sẽ đụng rồi cũng sẽ quen thôi ngày xưa không ai chỉ cho mình mấy cái này đâu thường là đi làm xong rồi va chạm xong rồi đụng ấy thì mình sẽ tìm hiểu và mình biết thôi đó đó là git rebay nhá à, rồi ok xong git rebay rồi ví dụ như mình git rebay xong rồi mình sẽ lại là một cái ví dụ như là um, tab 18 sắp không một nhỉ chấm z này đó tương tự như các bọn này thôi sắp một này, đó, đó. Thì bây giờ mình sẽ lại đẩy thằng task số 18 lên nhá. Thì uh, lúc nãy đến lúc này là mình mình đang định cho các bạn cái lệnh là git remote, mình sẽ giải thích lại cái git remote một tí nhá. Đây, thông thường cái git remote -v này là để add một cái à để hiển thị ra toàn bộ những cái remote ở cái cái, cái, cái repo um... ừ gọi là tự nhiên là không biết nghĩ ra từ gì. <laughs> toàn bộ những cái remote để trên những cái repo github các bạn nhưng mà bây giờ cái git remote này có một vài cái thao tác với nó ví dụ như là mình git uh, remote rm origin đi rm là xóa ấy, các bạn nhìn này xóa sau mình chạy lại lệnh git remote trở về nhá nhìn này thì nó không còn nữa đúng không nó sẽ gặp vào một vài trường hợp không ai xóa hoặc xóa đi chẳng hạn hoặc là uh, gọi là các bạn có có gì nhỉ có một cái 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 code rồi và các bạn tạo một cái repo trên Git rồi. Nhưng bây giờ các bạn muốn có một cái đường remote từ trên trên Git về cái repo của các bạn đấy thì bây giờ sẽ thêm một cái lệnh nữa này của remote nhá. Đấy, bạn được học thêm cái remote rm như mình vừa hướng dẫn rồi nhá để xóa một cái cái remote từ xa. Bây giờ mình lại muốn add lại đúng không? Thì lúc này mình muốn add lại cái 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 link này, cái URL này. Nhưng mà rõ ràng mình không thể dùng git clone được, đúng không? Không thể dùng git clone lúc đầu nữa mà mình sẽ git remote add origin. Add lại này, còn và paste vào. Đó, lúc này mình sẽ dùng git remote add Add là thêm ấy, origin, thêm Rồi mình chạy lại git remote trừ V này Đó, nó lại vẫn có hai cái như ban đầu của mình Đó nhá, là một vài cái việc thao tác với remote mà mình thi thoảng uh, Mình vẫn phải hay, hay dùng đến Rồi, bây giờ mình sẽ lại Mình put cái thằng số 18 này lên được rồi nhé nhá Lại git commit thực hành lại này Trừ trừ amen 2.wq uh, git put origin tắt số 18 Rồi các bạn lưu ý này Vì là lúc này, này mình chưa có task số 18 Nên là mình không cần phải trừ F nhé Mình chưa có cái branch task số 18 ở trên trên GitHub Nên là mình put bình thường thôi, không cần trừ F Các bạn nhìn put origin đấy lên nhé Rồi, à, chờ xíu này Ở đây nó hiện luôn Đó, mình sẽ tạo pull request như ban nãy Sau đó mình sơ uh, Squat em mở thôi Mình cứ mở thẳng qua master nhỉ Đấy, thực hành lại nhá và coi như là Đấy, đồng nghiệp của mình làm xong tác số 17 rồi, mình làm xong tác số 18 rồi. Biết đâu một ông nào đấy làm tác số 19 đang làm dở, chưa có cốt của hai thằng này, nhưng mà master có hết rồi thì ông ấy quay lại cái đoạn nhớ nhá, quay lại cái đoạn mà mà dùng git rebase, ấy, mình hướng dẫn các bạn thế là ông ấy sẽ có cốt của tác số 17, cốt tác số 18 và đồng thời ông ấy đang làm tác số 19. Cái mục đích của rebase là như vậy nhá. À, lúc đầu có một cái lệnh là git branch đúng không? Nãy giờ mình hay gõ cho các bạn. Đây, git branch, branch. Thì cái branch này gọi là cái nhánh thì các bạn hiểu cho mình là bây giờ lệnh git branch là nó hiển thị toàn bộ những cái nhánh ở trong cái cái terminal của các bạn thông thường khi mình làm xong một cái công việc nào đấy ấy, công việc nào đấy ấy, là mình sẽ xóa cái branch đấy đi luôn cho nó gọn cái máy của mình vì cũng không cần dùng đến đấy nữa thì uh, mình sẽ quay lại nhá mình sẽ quay lại master xong xong công việc số 18 rồi đúng không mình sẽ check out về master này đó master chưa có code của tác số 18 thì mình sẽ pull git pull origin master vì nó đã được mở rồi đúng không Ôi quá các bạn ơi. <laughs> mình sẽ cố gắng quay nốt cái xong cái này sắp xong rồi. rồi nhá, bây giờ mình sẽ đúng rồi, mình đang nói đến cái đoạn là git branch đúng không? Bây giờ mình sẽ xóa cái branch task số 17 và task số 18 ở cái máy local của mình đi bằng cái lệnh là git branch -d đó các bạn nhìn này. Task 17. Task tát... à, đúng rồi, task số 17 này. À, ok, rồi. Mình có nên ờ à, tiếp tục này git branch trừ d task số 18 các bạn nhìn nhá rồi bây giờ mình 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 xóa task số 17 và cái task số 18 rồi nhưng mà đôi khi sau khi mình lỡ không may có một vài trường hợp mình đã từng bị cái trường hợp này này mình không may mình đang làm giờ mình check out some branch khác mình lại xóa nhầm cái branch mình đang làm giờ công việc ấy đôi khi mình bị như thế rồi các bạn ạ và lúc đấy là ban đầu là cũng hơi hồi đầu đầu tiên lần đầu tiên mình gặp ấy cũng hơi hoang, hoang mang một tí xong rồi mình mình lên google mình sở cái cách để mình gọi là restore gọi là khôi phục lại cái branch đã xóa ấy thì ví dụ như chúng ta không may, chúng ta vừa xóa luôn thì đặc biệt là không may xóa luôn thì nó có luôn cái 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 commit uh, 2 năm các bạn nhìn này, cái SHA ấy, 254A4C7 này này, cái này này. Các bạn lưu ý cho mình cái cái đoạn này nhá. Hoặc là cái thằng 17 là C9FB51C này, hoặc hình như là mình nhớ là git uh, git rep log uh, 254A4C7 này này, đây. Hoặc là git rep lock là các bạn cũng có thể thấy ví dụ như git rep lock, uh, rep lock từ từ mình sẽ giải thích cho các bạn nhé Đây này, 254A4C7 các bạn lưu ý cho mình cái đây thì khi mà mình có cái này rồi ấy, mình không ai mình vừa xóa xong nhé và mình có thể dùng git reflog để mình xem lại cái branch mình muốn khôi phục lại cái branch số 18 chẳng hạn đúng không mình muốn khôi phục lại đúng không thì mình sẽ như này này um, git check out cái khôi phục sẽ dùng lệnh git check out nhé uh, lúc này sẽ là trừ b vẫn là trừ b xong rồi mình sẽ check out lại ra xem nào task số 18 thử để task số 18 đi nhỉ uh, để trùng trùng tên với thằng cũ đâu nhỉ task số 18 À uh, không mình sẽ để là như này đi restore đúng restore nhỉ ừ khôi phục lại cái thằng tác số 18 và cái giá trị tiếp theo này này là mình sẽ paste cái 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 giá trị 254A4C7 này này các bạn để cho mình nhé đấy 254A4C7 đấy nhá đó thì mình đã có cái branch số 18 với cái cốt giống như cái branch của thằng 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 18 ấy à, làm cái này thì thì các bạn sẽ hơi khó khó hình dung một tí đúng không? Bây giờ mình sẽ cố gắng mình làm lại một lần nữa cho bạn kiểu này này. Ví dụ đi, mình Oops. ví dụ mình ghi check out master nhá. Như này đi. Mình ghi brand sao nào? Rồi, mình xóa luôn này. Mình xóa lại cái branch như này đi. Trừ D restore task số 18 nhá. Những cái này nó hơi khô khan một tí nha các bạn, chịu khó một tí. Bây giờ mình ghi check out trừ B sang task số 19 đi. Bây giờ nhá, giả sử task số 19 này mình làm một cái file rồi, ta số 19.z nhé Đây, ví dụ như này đi à, Rồi, bây giờ, ví dụ mình đang làm việc với thằng ta số 19 đúng không? À, mình mình có mít tạm, mình gắt, mình add này Mình add chấm này Đây, à, như này đi Task số 19 Nó đang gọi là Đang trong trạng thái là In progress Nó đang làm việc đúng không Uh, sẽ có đôi lúc các bạn đang làm các bạn đang đang làm task số 19 nhưng các bạn phải quay lại cái nhánh master đúng không ví dụ như mình đang quay lại uh, nhánh master này git check out này master đó thì uh, ok nó đang không có code của 19 không vấn đề gì nhưng chúng ta vẫn đang còn cái branch số 19 để chúng ta tí nó quay sang nhưng mà lỡ may lúc này các bạn uh, sẽ có đôi lúc ấy, lú ấy thật sự ấy, mình mình đã có lúc như vậy rồi mình đang ở master mình muốn xóa cái branch khác nhưng mình lại xóa nhầm git branch trừ d task 19 các bạn nhìn này bây giờ mình xóa luôn cái tác số 19 rồi và cái code của mình coi như hiện tại nó nó mất cái 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 file vừa rồi rồi đúng không? Và bây giờ dạ, mình git branch lên mình không còn cái branch số 19 nữa để mình làm việc, tiếp tục làm việc. Mình lỡ may mình xóa nhầm mà đúng không? Thì bây giờ mình quay lại cái lệnh vừa rồi của mình này, git check out trừ um, b. Mình lại trừ b tiếp tục tab số 19 nhá. Nhưng nhưng các bạn lưu ý cho mình, mình sẽ copy cái lúc nãy đó là đây, cái 42D, 4D, 38 này này Cái này, này nhé, các bạn lưu ý nhé Hoặc các bạn ghi reflog lên là thấy hoặc đơn giản các bạn cứ git reflock này là thấy nhá nhớ cho mình reflock này là lúc nãy có 19 này 42d 4d 38 này này đấy nhá bạn lưu ý cho mình để mình nhìn lại cái cái mình đã lỡ mai mình xóa rồi check out trừ b tag 19 sau đó mình paste nó lại này 42d 4d 38 các bạn nhìn nhá 42d 4d 38 cái này này mình enter này rồi thì các bạn nhìn này cái tag số 19 của mình đã được khôi phục với lại cái code vừa rồi mình vừa gõ ban nãy đấy, đấy là cái cách để mình khôi phục lại một cái branch, khôi phục branch thì dùng là git checkout -b trùng tên được với cái branch mình không ai mình xóa và đặc biệt quan quan tâm ấy là đến cái SHA của nó gọi là như kiểu cái định danh cái ID định danh của nó các bạn, đấy nhá, đó là cái cách để các bạn khôi phục lại cái branch. OK. Rồi như nãy giờ thì mình có sâu cho các bạn về cái câu chuyện là git reflog lock. đó, log lock ấy, reflog ấy thì nó sẽ hiển thị ra gần như là hiển thị rất nhiều những cái thao tác. Git rep sẽ là những cái thao tác mà các bạn thao tác nãy giờ như mình thao tác nãy giờ đó, các bạn nhìn này, uh, check out này, này check out này, các kiểu này commit này, các kiểu này, check out rồi moving rồi di chuyển các kiểu rất là nhiều. Nhưng mà thông thường nhé, thông thường trong thực tế ấy, mình dùng git reflog rất ít, mà mình dùng cái này này, git log trừ trừ online, trừ trừ online nó sẽ hiện trên một dòng cho bạn. Đây, đây là cái mình dùng rất nhiều, thì nó cũng sẽ hiển thị ra cái lốc cốt nó gọi là clean hơn nó không bị dư thừa những cái hành động thi thoảng mà muốn để bắp chuyên sâu ấy thì sẽ nhìn vào bằng cái git rep lock còn bình thường sẽ dùng git lock trừ trừ online thôi để mình nhìn được cái gọi là đơn giản là cái lịch sử của cái các cái đám commit từ cái những cái task 15, 16, 17 các thứ rồi 18, mở master rồi 19 đang in progress này đó thì nó sẽ là cái lệnh git lock trừ trừ online ngoài ra cái git lock trừ trừ online này các bạn muốn giới hạn cái 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 số dòng ấy thì các bạn có thể ví dụ như là trừ n ví dụ trừ n 5 đi các bạn nhìn này, nó sẽ hiển thị ra 1 2 3 4 5 dòng đó. Nhá. Trừ n 10 đi. Nó hiển thị đúng 10 dòng. Đây 2, 4, 6, 8, 10, cho luôn nhá. Thì thông thường mình sẽ chỉ dùng git log chỉ dùng online kiểu này thôi. Để mình muốn hiển thị hết kiểu này. Đấy mình nhìn nó mình nhìn hết từ thời mình init project này cho đến tận bây giờ này. Vì bây giờ cái cái repo này nó ít nên là nó ngắn gọn thế thôi, còn repo bình thường nó sẽ đi làm cả 5 2 5 3 năm một cái dự án này thì cái git log các bạn nhìn đến nó sẽ rất là dài. Mà thông thường chúng ta sẽ thao tác với những cái gần nhất thôi. Nhá, gần nhất thôi đó nhá rồi đấy là xong về cái kit rồi là cũng kha khá rồi cũng mình cũng nhầm tính thì nó cũng có khi phải hơn 10 cái kỹ năng git lâu nay rồi còn tiếp theo ấy nó sẽ là một cái nữa và một cái cuối cùng uh, nó là cái này uh, git cherry pick và git cherry pick ấy thì thì sao nó chính là repo này nó chính là có một cái cái video này đó là cái video git cherry pick kỹ năng cần thiết của leader các bạn có thể xem cái video này của mình để biết thêm về cái kỹ năng cực kỳ hay này cái cái cherry pick thì vì bởi vì là nó nó khá là phức tạp và nó dài nên là mình phải làm riêng nó một cái video còn hôm nay ấy, là mình sâu các bạn đúng gọi là gọi là 10 cái kỹ năng hit đúng không 10 cái kỹ năng hit thực tế đi làm mà gần như là mình nó giống như những cái mà mình xoay quanh cái công việc hàng ngày của mình ấy mình làm sáu bảy năm nay rồi đến tính đến thời điểm hiện tại mình quay video này ấy, là mình gần như là những cái lệnh này này là mình gọi là mình sử dụng nó hàng ngày luôn trong công việc luôn các bạn ạ và bây giờ mình chia sẻ lại cho các bạn đó nhé view lại cho các bạn một lượt Ờ à, còn gì nữa không nhỉ rồi mình nghĩ là đến cái cherry pick đến cái cuối cùng này là ok rồi đấy nhỉ rồi nhé các bạn có thể đọc thêm về git mật và git rebase tùy nhé mình thì mình là trường phái là dùng rebase nhiều nên mình dùng rất ít về cái git mật này và git nó cũng còn nhiều cái các cái câu lệnh đó các bạn ạ mà thông thường khi đụng cái vấn đề gì thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái vấn đề đấy và sử dụng thôi còn như mình nọ mình sâu cho các bạn từ đầu đến giờ luôn từ clone check out status add commit pull push uh, uh rebate, rồi rep lock lock rồi cherry pick các thứ nữa nhá rất rất nhiều đó uh, ok mình nghĩ là video của mình sẽ tạm dừng ở đây dừng ở đây và mình sẽ còn nghĩ ra thêm vài content gì hay hoặc các bạn muốn mình làm thêm về cái git gì để thì các bạn cứ comment bên dưới video này nhá uh, về cái nội dung gì ấy thì các bạn cứ comment đi rồi mình sẽ xem và mình sẽ gọi là lên một cái giáo trình làm sao cho nó thực tế để mình vừa làm vừa giải thích cho các bạn cái gì cũng phải đi với thực tế chứ không phải là kiểu làm linh tinh kiểu à uh, git add chỉ là cái này xong rồi git commit là cái này nhưng mà không thực tế không làm thì rõ ràng là các bạn sẽ cũng sẽ không biết áp dụng nó vào trong trong dự án là nó như thế nào nhé nên là mình phải làm rất là chuẩn chỉnh cho các bạn các bạn yên tâm Ờ uh, cái gì nhỉ suýt nó định cờ thì ok rồi trước khi mà mình kết thúc ấy thì uh, mình sẽ sâu nhanh các bạn follow mình trên facebook nhé mình có cái page là facebook.com xịt chung đẹp này này slogan của mình nhé luôn luôn là chia sẻ kiến thức thực tế và mình sẽ không làm mấy cái trò dirty marketing rẻ tiền như mấy cái đứa mà nó làm cái kiểu nó, nó, đăng mấy cái kiểu câu tương tác để bán khoa học ấy mình không làm cái trò đấy các bạn yên tâm các bạn cứ lên cái page của mình các bạn sẽ thấy mình chia sẻ rất nhiều bạn đã comment trên kênh của mình rồi việc mà mình dạy cho các bạn là truyền gọi là mình mình truyền đạt chia sẻ lại kiến thức cho các bạn thực tế thôi nhé cực kỳ là có giá trị cái cộng đồng lập trình web Fanpage Việt Nam cũng vậy các bạn cứ join vào nhé à, về sau nó sẽ có nhiều bài hơn nữa hiện tại thì mình đang build dần đấy nhá link mình sẽ để dưới phần mô tả video hết nhé Uh, blog chính thức của mình là chungconep.com Đối với mình sẽ cố gắng mình update cái blog này cho nó đẹp hơn một chút xíu Vì là lâu nay làm Youtube cũng bỏ bê cái blog hơi hơi quá Tiếp theo đến cái Discord Discord là một cái cộng đồng mà nhiều bạn khá là quen sử dụng đây Và mình cũng có tạo ra một cái server Discord Các bạn có thể dựa vào post bài hỏi Không phải là post bài là nhắn tin trong cái phòng sinh hoạt chung này này Ngoài ra thì link tài liệu học tập này, đồ công nghệ này, rất rất nhiều thứ này Các bạn cứ vào rồi khám phá thêm nhé Rất quá các bạn ạ cóng quá mình quay xong rồi mình phải bật cái máy sửa ngay bật thì nó hơi ổn quay vào video nó hơi ổn uh, ok uh, mọi đường link mình để dưới phần mô tả nhé rồi kênh của mình đây và video này trong cái chuỗi thành thạo GitHub trên cái kênh Trung Lê một lập trình viên này của mình nhé uh, đi qua đây rồi thì cũng đừng ngần ngại và đừng tiếc gì một like cho video cũng như một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình cho mình có thêm nhiều động lực làm thêm nhiều video hay hơn nữa thú vị nữa trong tương lai nhé cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video chất lượng tiếp theo trên channel Trung một trình viên này của mình nhé xin ra bye bye